Diên Thông Không Đại. Hư Không Tạng Bồ Tát. Kinh văn: Hư Không Tạng Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật, rồi bạch Phật rằng: Con cùng Đức Như Lai chứng được vô biên thân nơi Đức Phật Định Quang. Giảng giải: Hư Không Tạng Bồ Tát thành tựu đạo quả bằng cách quán chiếu không đại là một trong bảy đại đã nói đến trước đây. Bây giờ ngài Hư Không Tạng Bồ Tát thuật lại phương pháp quán chiếu về không đại. Hư Không Tạng Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật, rồi bạch Phật rằng: Con cùng Đức Như Lai chứng được vô biên thân nơi Đức Phật Định Quang. Như Lai ở đây là chỉ cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Hư Không Tạng Bồ Tát là chỉ cho thân thể giống như hư không, vô biên, không ngặn mé. Đức Phật Định Quang là chỉ cho Nhiên Đăng Phật. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tu hành vào Đại A Tăng Kỳ Kiếp thứ hai, ngài được Đức Phật Nhiên Đăng thọ ký sẽ thành Phật. Kinh văn: Lúc ấy tay con cầm bốn hạt châu lớn, chiếu sáng khắp mười phương cõi Phật nhiều như vi trần, và biến các cõi nước ấy thành hư không. Giảng giải: Lúc ấy là khi Hư Không Tạng Bồ Tát đã chứng được vô biên thân. Con cầm, ngài có trong tay bốn hạt châu lớn, chiếu sáng khắp mười phương cõi Phật nhiều như vi trần, và biến các cõi nước ấy thành hư không. Việc này diễn ra trong vô lượng cõi nước của chư Phật nhiều như vi trần. Kinh văn: Lại trong tự tâm hiện ra đại viên kính trí, trong đó phóng ra mười loại hào quang báo vi diệu, đều soi khắp cùng tận hư không khắp mười phương. Giảng giải: Hư Không Tạng Bồ Tát từ trong chân tâm thường trú hiện ra đại viên kính trí. Kính này biểu tượng cho đại trí huệ. Khi thức thứ 8 được chuyển thành thanh tịnh thì nó trở thành đại viên kính trí. Trong đó phóng ra 10 loại hào quang báo vi diệu, đều soi khắp cùng tận hư không khắp mười phương. Ánh sáng hào quang rất rực rỡ, chiếu khắp cùng tận hư không ở mười phương. Kinh văn: Các cõi nước phù tràng dương đều hiện ra trong kính này và nhập vào thân con. Thân con đồng như hư không, không phương ngại lẫn nhau. Giảng giải: Các cõi nước phù tràng dương có nghĩa là các Phật độ đều hiện ra trong kính này và nhập vào thân con. Hư Không Tạng Bồ Tát đều gom vào trong kính tất cả các quốc độ của chư Phật trong cùng tận hư không khắp mười pháp giới. Khi các quốc độ ấy hiện ra trong gương, chúng liền nhập vào thân ngài. Thân con đồng như hư không, không phương ngại lẫn nhau. Thân của ngài Hư Không Tạng Bồ Tát tự nó là hư không, hư không chính là thân ngài, tuyệt đối chẳng có gì khác biệt nhau giữa thân ngài và hư không. Kinh văn: Thân con khéo nhập vào các quốc độ nhiều như vi trần, làm nhiều Phật sự, được sự tùy thuận. Giảng giải: Hư Không Tạng Bồ Tát nhận ra rằng thân mình chính là hư không, do vậy chẳng có gì ranh giới để phân biệt giữa hai thực thể ấy, và cũng chẳng có gì phương ngại giữa chúng. Chúng dung thông nhau. Từ ý nghĩa đó, thân
thân con khéo nhập vào các quốc độ nhiều như di trần, làm nhiều Phật sự, được sự tùy thuận. Thân của Ngài Hư Không Tạng Bồ Tát rộng khắp nhiều quốc độ. Ngài sẽ làm gì khi Ngài có thể đi đến khắp các cõi nước như vậy? Ngài phụng sự các Đức Phật. Ngài làm việc ấy như thế nào? Ngài chuyển các việc làm ở thế gian thành Phật sự. Ngài có được sự tùy thuận, có nghĩa là Ngài đạt được năng lực lớn nhất để tùy thuận, hòa hiệp với chúng sinh. Kinh văn: có được thần lực lớn này là do con quán chiếu rõ ràng, thấy tứ đại không nương vào đâu, do vọng tưởng mà có sanh diệt. Hư không vốn chẳng phải hai, quốc độ Phật vốn đồng nhau. Do thấy được thể tính đồng mà được vô sinh pháp nhẫn. Giảng giải: có được thần lực lớn này, năng lực tùy thuận tất cả chúng sinh, là do con quán chiếu rõ ràng, thấy tứ đại không nương vào đâu. Con chiêm nghiệm và quán chiếu thật chi tiết về bốn đại: đất, nước, lửa, gió, đều không có tự thể. Chúng chẳng y cứ vào một cái gì cả. Con nhận ra rằng, do vọng tưởng mà có sanh diệt, hư không vốn chẳng phải hai. Do hư vọng mà khởi dậy có phân biệt sinh tử. Con quán chiếu thấy được rằng, thân thể con vốn chẳng khác biệt với hư không. Ngay cả các quốc độ Phật cũng đồng nhau. Đồng có nghĩa là các cõi nước của chư Phật vốn cũng là không. Chính Bồ Tát Hư Không Tạng nhận ra các pháp đều vốn là không. Ngài xoay chuyển các pháp đều quy về hư không, gồm cả những nơi là cõi nước của chư Phật và cả những nơi chẳng phải là cõi nước của chư Phật. Do thấy được thể tính đồng mà được vô sinh pháp nhẫn. Con nhận ra tính không này và điều thực chứng ấy đã khiến cho con đạt được vô sinh pháp nhẫn. Kinh văn: Đức Phật hỏi về Viên Thông: con do quán chiếu hư không vốn không ngần mé, nên được thể nhập vào chánh định, có được diệu lực viên minh. Đây là phương pháp tốt nhất. Giảng giải: Đức Phật hỏi về Viên Thông: con do dùng năng lực quán chiếu hư không vốn không ngần mé, vì hư không chẳng có ranh giới, nên thấy thân thể con cũng trở nên không có ranh giới. Từ sự quán chiếu về hư không mà con nhập được vào chánh định, hư không định, và con chứng được diệu lực viên minh. Hư không định này vô cùng vi diệu. Năng lực của định này hoàn toàn viên mãn và sáng suốt. Đây là phương pháp tốt nhất. Do vậy nên đối với con, Bồ Tát Hư Không Tạng, như con đã từng tu tập, thấy đây là phương pháp thù thắng nhất. Ha ha ha,